xin chào quý khán giả trở lại với video tiếp theo của lang thang vlog vào sáng nay kính thưa quý khán giả có một cái tin rất là bất ngờ nha cô chú anh chị đó là rò rỉ một cái vé máy bay mà nó được cho là của chị ni nha mọi người và chúng em cũng không biết là cái vé này từ đâu ra nhưng bất ngờ là cái vé máy bay này nó có cái giờ đi và cái giờ bay là từ thành phố kuala lumpur đến thành phố hồ chí minh nha cô chú anh chị không biết là những người đã lên tiếng tung tin rằng chị Ni bị bắt này kia khi mà xem được cái giá này thì có cảm thấy lo lắng và sợ hãi hay không? Bởi vì có một điều mình chắc chắn là bên đó tuy là họ tung tin rằng chị Ni bị bắt nhưng họ vẫn không dám xác nhận nhà cô chú anh chị. Họ vẫn đang vô cùng mơ hồ chứ không có một thông tin nào là chính xác hoặc là có một hình ảnh nào chính xác nha cô chú anh chị. Đây chỉ là những tin đồn mà thôi và họ tung lên để dẫn dắt dư luận chứ thật sự là trong nội bộ của bên đó Họ cũng không biết chắc rằng là chị Ni có thực sự bị bắt hay không, hay là vẫn đang tự do nha cô chú anh chị. Một cái vé tên là Nguyễn Thị Minh Thái, với cái hành trình là đi từ thành phố Kuala Lumpur của Malaysia tới thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15 tháng 8, tức là ngày hôm qua nha mọi người. Trong đó thì có cả giờ bay và cái số hiệu máy bay luôn. Đây là một bằng chứng rõ ràng nhất cho việc là chị Ni vẫn đang an toàn nha cô chú anh chị và dạ, chúng em cũng không biết cái giá này ở đâu tung ra nhưng mà chúng em thấy rằng là trên những hộ nhóm họ đang chia sẻ khá nhiều về cái giá này cũng như đây là một cách để minh oan cho chị ni trong suốt từ hôm qua cho đến bây giờ là chị ni bị một cái tiếng du khống đó là bị bắt nha cô chú anh chị rất là mong cái giá này đó là một cái giá đúng là của chị ni tung ra để khán giả được yên tâm bởi vì hiện tại thì hai bên đều có sự lo lắng của riêng mình Bên đây thì chúng ta khi nghe được tin đồn như vậy thì chúng ta cũng lo lắng không biết là chị Ni có ổn hay không. Còn phía bên kia, tuy họ tung tin đồn ra nhưng họ cũng chưa dám xác nhận nha cô chú anh chị. Họ chỉ nói meo mé, mé thôi và cũng không dám nói thẳng tên của chị Ni. Thậm chí là có anh thám tử kia. Đầu tiên anh ta lên nói rằng Nguyễn Thị Minh Thái nhưng sau đó thì anh đã dội dã sửa cái tên lại là Ni Marco nha cô chú anh chị một động thái đó thôi thì cũng đủ để cho thấy rằng đó là một cái tin đồn nhảm mà họ đang cố tình tung ra để dẫn dắt dư luận và làm rối loạn bên tim của hồng loan và không để khán giả lo lắng mới nhất chị luật sư thiết ngọc cũng đã chính thức lên tiếng về vấn đề này và mọi người và chúng em đảm bảo rằng khi đọc được những lời lẽ này những câu từ của chị luật sư thiết ngọc thì chúng ta sẽ là mừng rất là mừng vì chị tiết ngọc vẫn luôn luôn còn ở đó để bảo vệ hai chị em hồng ni và hồng loan và chúng em cũng xin nói thêm một chút trước khi đọc bài viết này của chị tiết ngọc tức là cái chuyện chị ni bây giờ chúng ta không biết là có chuyện đó hay là không nhưng nó không ảnh hưởng đến pháp lý của hồng loan nha cô chú anh chị không hề ảnh hưởng bây giờ thì câu chuyện pháp lý của hồng loan vẫn như vậy thôi và chị tiết ngọc vẫn đang là người đảm nhận chuyện đó bây giờ chúng ta sẽ nghe một đoạn ngắn để thấy được những câu từ của chị luật sư Tiết Ngọc viết nha mọi người. Cụ thể, chị đã viết như sau. Những người mà tự cho rằng mình có sự ảnh hưởng nhất định trong xã hội như là luật sư, nghệ sĩ, hoa hậu, những cách cư xử của họ trong câu chuyện này chỉ nghĩ đến thôi là muốn cười nhếch mép, tức là cười khinh bỉ. Chưa cần nói đến nghề nghiệp, danh hiệu gì, địa vị xã hội như thế nào. Chỉ cần là người thôi thì đã không hành xử kiểu bản năng như vậy. Bỗng dưng chị thấy có lỗi với các em hồng lon và hồng ni quá bỗng dưng chị thấy tức giận bản thân đạo đức nửa mùa của mình vì trước giờ khi chúng ta nếu mà muốn làm một việc gì đó ai đó khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì chị đều nói với các em rằng chúng ta cần gửi thư kháng cáo đến họ trước để họ có cơ hội rồi chị lại nói với các em ráng nhẫn nhịn nếu sự việc chưa đến mức giọt nước tràn ly thì mình nhịn đi các em bởi vì nếu như chúng ta cư xử ăn miếng trả miếng thì chúng ta y chang như họ thôi. Những con người góp phần tạo nên sự bất ổn của xã hội, góp phần tạo nên sự mệt mỏi cho cơ quan chức năng. Khi đơn thư tố cáo liên tục gửi đến, khi mốm là người bị kiện, lúc trước quyết định phản tố thì chị khuyên các em cho đối phương hàng gắn tình thân bằng bức tâm thư. Khi mốm đi kiện đòi lại danh dự cho bản thân, chị cũng khuyên các em cho đối phương cơ hội và thậm chí mình đã gửi thư đến tận trụ sở của họ để làm việc khi mốm bị du khống bịa đặt chị lại khuyên các em trước khi đưa đơn tố giác thì chúng ta nên gửi thư khuyến cáo đến họ để họ thức tỉnh quay đầu là bờ mặc dầu biết chúng ta chọn cách sống nhân dân lương thiện và chúng ta đã nhận được rất nhiều yêu thương từ cộng đồng tuy nhiên cũng vì sự lương thiện của chúng ta mà chúng ta đã không đề phòng bọn xấu không nghĩ đến những thủ đoạn mà bọn chúng có thể rình rập để hại chúng ta chị em chúng ta hãy luôn nắm chặt tay nhau, cùng nhau vượt qua bóng tối để hướng về phía mặt trời các em nhé. Thương các em, ngày 15 tháng 8 năm 2024, yên tâm mọi việc sẽ tốt lành. Kính thưa quý vị, đó là một lời khẳng định đanh thép của chị luật sư Thiết Ngọc. Khi mà nói về cái việc hiện tại, có rất nhiều người tự xưng là nghệ sĩ, ưu tú, rồi luật sư, hoa hậu này kia, nhưng có những cách hình xử phải nói là vô cùng chở bố luôn và chị thiết ngọc cũng cảm thấy có lỗi với hồng loan và chị ni bởi vì trước giờ chị cứ khuyên rằng là phải nhẫn nhịn phải cho họ sửa sai thế nhưng bây giờ thì chị thiết ngọc đã nhận ra rằng những hành động đó nó không phù hợp với những con người kia không xứng đáng nhận được sự khoan nhượng của bên hồng loan nha mọi người đây là một trong những bài viết rất hay của chị luật sư thiết ngọc khi nói về cái vấn đề hiện tại đó là những tin đồn về chị ni rồi những người tự xưng là luật sư nghệ sĩ ưu tú hay là hoa hậu chỉ nói như vậy thôi, chúng ta cũng đủ biết là ai rồi. Cái việc cần làm bây giờ là rất mong những khán giả, những ai đã ủng hộ ba chị em Hồng Ni, Hồng Loan và luật sư Tiết Ngọc thì chúng ta cứ dẫn tin nha cô chú anh chị. Hãy chờ đó những thông tin từ chị Ni. Còn việc bây giờ chị Ni có bị gì hay không thì chúng ta vẫn chưa kết luận được nha cô chú anh chị. Bởi vì chị Ni chưa lên tiếng và bên kia thì họ tin tung tin đồn thôi nhưng họ cũng không dám lên tiếng xác nhận đâu nha mọi người họ chỉ nói là mé mé nửa vời mà thôi. Bởi vì họ cũng không chắc chắn là chính xác chị Ni hay là không. Cho nên họ xong có dám là gọi thẳng tên. Mà nếu như họ gọi thẳng tên thì chắc chắn họ sẽ bị ăn một đơn kiện. Đó là tội du khống người khác nha cô chú anh chị. Đây là một trong những điều chúng ta quan tâm từ hôm qua cho đến bây giờ. Và rất nhiều người cũng chỉ biết là cầu mong là chị Ni luôn luôn được an toàn, bình yên thôi. Và ai cũng mong muốn rằng giá máy bay là một cái giá thật nha cô chú anh chị và cái tin mà khán giả họ đang lan truyền với nhau là để ngày mai chị Ni sẽ có mặt tại Việt Nam và sẽ cùng với Hồng Loan những người trong team của mình phản đáp lại những người bên kia vì họ du khống những cái tin quá là trắng trợn nha cô chú anh chị không thể nào ngờ được những con người đó họ lại làm cái chuyện như vậy nói một chút về vợ chồng người anh kia đó là cái tin mà chúng em đề cập trong cái uh, clip hôm nay đó là người anh đó đang gặp một kiếp nạn nha mọi người Đêm qua thì trong lúc mà hai vợ chồng ngẫu hứng với nhau khi lên công kích chị Ni và Má Tư thì cô bông hậu có hát một đoạn quốc ca nhưng không phải hát một cách trang nghiêm, chỉnh chu mà hát bằng một cách là chế lời nha cô chú anh chị và đem cái tên Má Tư vào trong đó để ca khịa. Chúng ta biết rồi, việc quốc ca này kia là một cái sự tôn nghiêm mà chúng ta cần phải trân trọng cũng như là phải thể hiện sự nghiêm túc. Còn đằng này cô bông hậu kia và người anh để đem lên hát và lại chế lời nữa nha cô chú anh chị và chúng em tìm hiểu được thì họ đã dội dàng xóa cái đoạn video đó rồi nha cô chú anh chị rất mừng là khán giả đã chụp lại được và quay lại được và đăng tải lên rất nhiều trên mạng xã hội nha cô chú anh chị nếu như video clip này mà nó lan ra một cách chóng mặt thì coi như là hai vợ chồng người anh này cũng gặp không ít phiền phức đâu nha cô chú anh chị đây là một số tin mà chúng em đưa lên vào sáng nay và bây giờ chúng em xin kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo